Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Đoàn Giang. Và hôm nay, Kakatin sẽ biểu diễn một bài những con đèn phát sáng ngay tại trung tâm Phú Lợi này. Bắt đầu thôi. Đây, tôi sẽ tắt đèn. Xanh biển, màu hồng, cái dương mình nữ, và màu đỏ. Ở đây, đưa cái màu đỏ đây. Dây ngắn. Này cầm cái qua coi. Anh chỉ nói cho chồng em biết. Chào thực sự, chào buổi chiều trời. Chào buổi đêm, chào buổi đêm dùng để biểu diễn vào buổi tối. Kích thước là 30cm, rộng 2cm, nặng 150g và giá là chỉ có 150.000, với lệ phí 30.000 ship cho hàng toàn quốc. Yeah. Yeah.